Thiên Hoàng xin chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng Kê. Các bạn ơi, Thiên Hoàng vừa mới xem lại. Vừa rồi Thiên Hoàng đọc cho các bạn nghe 13 tập của Bên Thắng Cuộc, như vậy là vẫn chưa có đủ. 13 tập đó là phần 1 nói về miền Nam. Hồi ký này còn một phần nữa, gọi là phần 2, thời Lê Duẩn. Như vậy là hôm nay Thiên Hoàng lại phải tiếp tục đọc tiếp cho các bạn nghe tiếp Bên Thắng Cuộc của Huy Đức. Phần 14, Thống Nhất. Con gái ông Lê Duẩn, bà Lê Thị Muội viết: Gần trưa 30 tháng 4, tôi hay tin là ta đã chiếm Dinh Độc Lập. Tôi hấp tấp ra khỏi viện di truyền, phóng xe máy về nhà và lao thẳng vào phòng ba tôi. Ở đấy, một mình ba tôi đang ngồi lặng lẽ, người ngước mắt cười với tôi, rồi nước mắt bỗng trào ra. Đột nhiên tôi thấy thời gian như ngưng lại, và ánh sáng trong căn phòng cũng không còn là thứ ánh sáng thông thường của trời đất nữa. Nếu như ngày 19 tháng Giêng năm 74, quần đảo Hoàng Sa không bị Trung Quốc chiếm đi, thì Việt Nam dưới thời ông Lê Duẩn đã bao gồm những gì mà Hoàng đế Gia Long mở mang và thâu tóm được. Thống nhất Giang Sơn đã khó, nhưng còn khó hơn khi thống nhất lòng người. Nếu thời gian ngưng lại ở thời điểm 30 tháng 4 75, lịch sử chắc chắn sẽ có một cách nhìn khác về vai trò Lê Duẩn. Nước Việt Nam là một. Việc ông Lê Duẩn phải chờ ở Đà Nẵng cho tới ngày 9 tháng 5 75 mới vào được Sài Gòn để chờ Trung ương cục chuẩn bị. Theo ông Trần Quỳnh, khi ấy là trợ lý Lê Duẩn, đã làm cho anh ba thoáng có sự lo lắng. Cho dù chiến thắng bắt đầu bằng những mệnh lệnh phát đi từ Tổng Hành Dinh, nhưng đoàn quân tiến về Sài Gòn trong ngày 30 tháng 4 75 còn mang theo cả Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam. Chấm dứt sự tồn tại của một thực thể chính trị được công nhận bởi 23 quốc gia, sao cho trong ấm ngoài êm, cũng có nhiều điều lo nghĩ. Theo tướng Giáp, chủ trương thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ngày 20 tháng 12 năm 60 và Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam ngày 8 tháng 6 năm 69 là của anh ba và Bộ Chính trị. Tuy nhiên, lá cờ sao vàng, nửa đỏ nửa xanh của tổ chức này đã từng làm cho không ít người tin vào những tuyên bố trung lập của Chính phủ Lâm thời. Không ít thanh niên trí thức miền Nam đã hướng về mặt trận, nhất là khi họ bắt đầu bất bình với cung cách quan lại của chế độ Ngô Đình Diệm, khó chịu với sự có mặt của người Mỹ trên đường phố, trong quán bar và sự can thiệp càng ngày càng sâu của Mỹ vào chính trị. Ảnh hưởng của mặt trận có vẻ như tăng hơn khi lôi kéo được nhiều trí thức có uy tín bỏ Sài Gòn ra chiến khu, trong đó có cả những trí thức đã từng chống cộng như ông Lâm Văn Tết. Đặc biệt khi Liên minh các lực lượng dân tộc Dân chủ và Hòa bình do luật sư Trịnh Đình Thảo làm chủ tịch quyết định ra rờ, thì nhiều người dân miền Nam bắt đầu nghĩ về mặt trận như một ngọn cờ chống ngoại xâm, thay vì quan tâm tới bản chất Việt Cộng của tổ chức mà ai cũng biết là được lập ra từ Hà Nội. Uy tín của những trí thức trong liên minh này đã giúp mặt trận gây ảnh hưởng đến các tổ chức của lực lượng thứ ba, như là phong trào dân tộc tự quyết do luật sư Nguyễn Long làm chủ tịch, phong trào bảo vệ nhân phẩm và quyền lợi phụ nữ do bà Ngô Bá Thành đứng đầu, lực lượng bảo vệ văn hóa dân tộc của giáo sư Lê Văn Giáp, ủy ban vận động đòi cải thiện chế độ lao tù gồm nhiều nhân sĩ trí thức, linh mục như là Chân Tín, Nguyễn Ngọc Lan, lực lượng hòa giải dân tộc, tổ chức nhân dân đòi thi hành Hiệp định Paris của luật sư Trần Ngọc Liễn. Tính đến năm 1975, Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam do kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát làm chủ tịch đã được 23 nước thuộc phe xã hội chủ nghĩa và thế giới thứ ba công nhận. Việc thành lập các cơ quan của Chính phủ Lâm thời Cộng hòa miền Nam đều được quyết định bởi Ban Bí thư Đảng Lao động Việt Nam. Các văn bản của cơ quan này nói rõ rằng những tổ chức nhân danh Chính phủ Lâm thời ấy được lập ra là do sự cần thiết được phát triển công tác trên mặt trận đấu tranh ngoại giao và hoạt động tranh thủ quốc tế trong giai đoạn chống Mỹ từ cuối năm 1972. Chủ trương hình ảnh ở miền Nam, một chính phủ ba thành phần đã gieo không ít hy vọng cho lực lượng thứ ba.
bản thân tướng Dương Văn Minh trong tuần lễ vận động để thay thế ông Trần Văn Hương cũng đã tính đến khả năng thành lập một hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc. Nhưng ngay trong ngày 1 tháng 5 75, thái độ của Hà Nội đã được thể hiện dứt khoát trong điện 601 do Tố Hữu thay mặt Ban Bí thư gửi cho ông Phạm Hùng, Bí thư Trung ương Cục, xin báo để các anh biết, theo ý kiến anh ba, về chính phủ không còn vấn đề ba thành phần. Cấu tạo chính phủ không thể có bọn tay sai Mỹ, không để cho Mỹ có chỗ dựa và phải làm cho quần chúng thấy rõ sức mạnh, thế mạnh của cách mạng. Số phận của Dương Văn Minh, người được coi là lãnh tụ của lực lượng thứ ba, cũng được điện 601 nói rõ. Những người đã đầu hàng ta như Dương Văn Minh chẳng hạn thì không bắt, nhưng cần có cách quản lý, giám sát. Trong chiến tranh, lán của mặt trận và chính phủ lâm thời luôn nằm bên cạnh bản doanh của Trung ương Cục. Đó là những căn nhà mái lá dựng trên thượng nguồn sông Vàm Cỏ Đông ở vùng Sa Mát, Thiện Ngôn. Theo Thứ trưởng Lữ Phương, thì Bộ Văn hóa Thông tin của ông chỉ gồm vài ba cán bộ đang làm việc trong tiểu ban văn nghệ của Ban Tuyên huấn miền. Bộ trưởng Lưu Hữu Phước trước đó là người phụ trách tiểu ban này. Các quan chức của chính phủ lâm thời, kể cả Chủ tịch Huỳnh Tấn Phát, cũng chủ yếu giết thời gian bằng cách đánh cờ hoặc là chơi bài tiến lên. Mọi phát ngôn của mặt trận dù lớn hay nhỏ đều do Trung ương Cục chuyển sang để các quan chức mặt trận đọc trước máy ghi âm của Đài Phát thanh Giải phóng. Hầu hết những thành viên mặt trận đều là đảng viên, kể cả những người như là bà Bộ trưởng Dương Quỳnh Hoa, ông Bộ trưởng Trần Bửu Kiếm. Có người vào đảng từ trước rồi được phân vai, có người vào rừng rồi mới kết nạp. Nhưng khi đã vào rờ, nhận ra đại cục mà mình đang tham gia, hầu hết các thành viên đều để cho cách mạng sử dụng tên tuổi của mình, đồng thời trực tiếp diễn xuất với tinh thần của người trong cuộc. Trong thời điểm lôi kéo người dân trước lựa chọn sinh tử giữa cách mạng và quốc gia, những trí thức mặt trận này ít nhiều đã tạo niềm tin vào hòa bình và hòa hợp dân tộc cho những người ở bên kia chiến tuyến. Khi chiến tranh hoàn toàn kết thúc, những trí thức có lương tâm cũng cắn rứt trước số phận của những người đã đi theo những lời tuyên bố đứng tên mình. Nhưng khi vừa về đến Sài Gòn, vai trò của họ cũng bắt đầu chấm dứt. Không mấy ai trong số họ có cơ hội để thực hiện với dân chúng những lời đã hứa. Bản thân mỗi thành viên mặt trận khi trở lại thành phố cũng đụng chạm không ít vấn đề cá nhân. Phần lớn biệt thự, điền trang, nhà máy của ngay cả các nhân vật lớn như là Lâm Văn Tết, Trịnh Đình Thảo đã bị chính quyền 30 tháng 4 tiếp quản. Quan trọng hơn là khi cầm lấy ngọn cờ mặt trận, động cơ của nhiều người là chống Mỹ thay vì ý thức hệ. Họ không khỏi băn khoăn khi nhận thấy, ngay trong những ngày đầu tháng 5 75, nhiều địa phương bắt đầu thống nhất cung cách điều hành theo người Bắc. Các tỉnh, chính quyền mới buộc người dân phải xin cấp biển đăng ký cả xe đạp. Có những chi tiết tưởng là vụn vặt, nhưng cũng khiến không ít người Nam chạnh lòng. Dân miền Nam đã quen cầm miếng sườn, nung núp thịt nạc, nhưng sau giải phóng, mậu dịch viên quốc doanh bán cho họ miếng sườn chỉ còn xương sẩu. Không ai tiến hành một cuộc chiến tranh tiêu tốn hàng triệu sinh linh để kết quả cuối cùng Việt Nam vẫn tồn tại hai quốc gia. Nhưng hình ảnh miền Bắc cũng làm cho không ít trí thức kháng chiến miền Nam băn khoăn. Nhiều người đã một vài lần được đưa ra miền Bắc chứng kiến sự lạc hậu về văn hóa xã hội, sự tàn tạ về kinh tế sau gần hai thập niên xây dựng xã hội chủ nghĩa. Bên trong các thành viên mặt trận cũng có những ý kiến gay gắt. Trong phiên họp nội bộ của Hội nghị Hiệp thương Thống nhất, một số thành viên của chính phủ lâm thời đề nghị đồng ý nguyên tắc là phải thống nhất, nhưng cần có thời gian để hai phần đất nước chia cắt, có thời gian hòa hợp với nhau. Nhưng lúc bấy giờ, tiếng nói và vai trò của mặt trận có ảnh hưởng vô cùng giới hạn. Bắc hóa. Không chỉ có các thành viên mặt trận và chính phủ lâm thời, trong những ngày ấy nhiều cán bộ Trung ương Cục trở về thành phố cũng có cảm giác bơ vơ vì chưa được phân công. Trong khi làn sóng cán bộ chi viện từ miền Bắc vào lặng lẽ chiếm lĩnh dần các trụ sở và vai trò then chốt. Nhà báo Jean Lacouture quan sát tiến trình này ở miền Nam. Trong một bài báo đã chơi chữ tiếng Pháp Normalisation, có nghĩa là Bắc hóa, để thay thế cho chữ
normalization là bình thường hóa. Bản thân Hà Nội cũng bất ngờ trước các phản ứng ở miền Nam ngày 21 tháng 4 1975 với tinh thần chi viện mọi mặt cho nửa nước vừa giải phóng. Ban Bí thư gửi thông tri 316 ra lệnh cho các ngành ở miền Bắc có trách nhiệm giúp đỡ xây dựng, kiện toàn ngành mình ở miền Nam. Điện 316 nhấn mạnh, vì tình hình khẩn trương nên việc điều động cán bộ cũng phải làm khẩn trương. Tuy nhiên, chỉ sau hơn một tháng, ngày 24 tháng 5, 1975, chính Ban Bí thư đã phải điều chỉnh bằng điện 733. Nay, căn cứ vào điện của các đồng chí cấp ủy miền Nam, căn cứ vào tình hình mới, chúng tôi định như sau. Kể từ nay, việc điều động cán bộ vào miền Nam công tác nhất thiết phải căn cứ vào yêu cầu của các cấp ủy miền Nam. Đối với những cán bộ các ban ngành trung ương thấy cần thiết điều vào công tác ngắn hạn hay dài hạn ở miền Nam, cũng phải hỏi ý kiến trung ương cục hoặc là khu ủy năm hoặc hai tỉnh trị thiên, nếu trong đó đồng ý mới được đưa vào. Ngay từ sau 30 tháng 4 75, theo ông Trần Quốc Hương, không rõ từ đâu chính sách sắp xếp sử dụng cán bộ ở Sài Gòn và các tỉnh phía Nam được đúc kết bằng công thức nhất trụ, nhì khu, tam tù, tứ kết, có nghĩa là những cán bộ bám trụ tại chỗ được coi trọng, tin cậy, bố trí vào những chức vụ quan trọng được ưu tiên vào hàng thứ nhất. Ưu tiên thứ hai là cán bộ đã chiến đấu ở khu còn gọi là R, mật danh chỉ trung ương cục, khu bộ, sứ bộ. Ưu tiên thứ ba được dành cho những cán bộ đã từng bị đi tù, được tha theo Hiệp định Paris hoặc mới được cứu ra. Ưu tiên cuối cùng mới dành cho những cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc từ năm 1954 nay trở lại. Không phải tự nhiên mà ông Lê Duẩn phải nhấn mạnh với các nhà lãnh đạo miền Nam, đây là chiến công của cả nước. Là một người Quảng Trị hoạt động ở Nam Bộ hàng chục năm, ông Lê Duẩn hiểu và rất nhạy cảm trước các vấn đề Nam Bắc. Trước năm 1975, nhiều cán bộ miền Nam ra thăm miền Bắc đã hết sức ngỡ ngàng khi nhìn thấy cảnh nghèo nàn của hậu phương lớn. Một lần, Ban Thống Nhất thấy tâm trạng của các đại biểu miền Nam không vui. Lãnh đạo ban nói với ông Đậu Ngọc Xuân, thư ký của anh ba Lê Duẩn: "Các đồng chí ấy nói không tốt về miền Bắc, anh về nói với anh ba là nên gặp họ." Theo ông Đậu Ngọc Xuân, "Tôi về nói, có đoàn ra thăm." Anh ba gật đầu, "Tốt." Tôi thưa, kết quả ngược lại, các đồng chí lên Ban Thống Nhất nhờ anh gặp làm công tác tư tưởng trước khi họ về. Anh ba cho mời họ tới, đoàn gồm hai phụ nữ và ba nam. Anh ba hỏi, các đồng chí ra thăm miền Bắc thấy gì? Họ thật lòng nói, đi thăm chợ Đồng Xuân mà không thấy hàng hóa gì cả, miền Bắc nghèo quá. Anh ba nói, các đồng chí không có hiểu, cái giàu có, cái vĩ đại của miền Bắc là ở chỗ gia đình nào cũng có bàn thờ, con họ vào Nam là đi vào chỗ chết, thế mà họ vẫn đi, trong khi ở lại thì được đi Liên Xô, Trung Quốc. Rồi anh ba hỏi, ở trong giờ các đồng chí có được dạy ta đánh được Mỹ là nhờ truyền thống 4.000 năm của Việt Nam không? Các đồng chí người ở đâu? Việt Nam. Nếu nhận người Việt Nam, không năm đời thì 10 đời cũng là gốc Bắc. Ra đây là tìm về nòi giống cội nguồn. Khi đoàn ra khỏi phòng, ông Lê Duẩn bảo tôi, chú xuống viện lịch sử, tìm một nhà sử học, dẫn họ đi đến tận nơi thăm đền thờ hai bà Trưng bà Triệu. Khi họ đi về, anh ba hỏi, đã hiểu cội nguồn dân tộc chưa? Họ nói hiểu, anh ba gật đầu, bây giờ về được rồi đó. Tháng Giêng năm 1976, theo đề nghị của ông Lê Duẩn, ông Đậu Ngọc Xuân và ông Trần Phương theo đường bộ đi xe vào thẳng Sài Gòn. Ông Xuân kể, trước khi đi, Lê Đức Thọ dặn, vào Nam muốn làm việc được, người ta kêu uống rượu thì phải uống. Tới Sài Gòn, đã là cuối tháng Chạp, ông Lê Duẩn bảo, năm nay ta ăn Tết ở đây, chú nào muốn về thì về trước. Ông Đậu Ngọc Xuân đã ở lại. Sáng mùng 1 Tết Bính Thìn, bà Nguyễn Thị Thập bên hội phụ nữ mời tiệc. Ông Lê Duẩn tới, mâm cỗ đã bày la liệt, nhưng ông không ngồi vào bàn. Khi các nữ lãnh đạo hội mời, ông nói, ăn Tết làm gì? Con cái miền Bắc chết ở Trường Sơn, chưa ai nói tới mà đã nói là dân miền Bắc vào đây vơ vét hàng hóa. Theo ông Đậu Ngọc Xuân thì trước đó, khi nghe bên công an báo cáo miền Bắc vào đây vơ vét từ cái quạt máy xe đạp, ông Lê Duẩn tức lắm, nhưng ngay khi đó ông không nói gì.
Bà Bảy Huệ, phu nhân của ông Nguyễn Văn Linh đỡ lời. Thưa anh ba, đấy chỉ là số ít thôi, chúng em không bao giờ nói thế. Ông Lê Duẩn tiếp. Các chị không nói, nhưng nghe ai nói, phải vả vào mặt họ chứ. Có những việc ở trong này tôi đã phải giấu đồng bào miền Bắc, ví dụ như chuyện các chị để cho bộ đội chết đói ở Trường Sơn. Xương máu con người ta không tiếc, giờ mua cái quạt thì các chị kêu ca. Theo ông Đậu Ngọc Xuân, nghe ông Lê Duẩn nói đến đó, các chị Nam Bộ khóc như mưa. Trước đó, theo ông Nguyễn Thành Thơ, tại hội nghị cán bộ toàn quốc do ông Lê Duẩn chủ trì, tổ chức sau hội nghị Trung ương 24 tại trường Công an thành phố ở Thủ Đức, Phó Bí thư Trung ương Cục Nguyễn Văn Linh nói, nên tiến hành ngay thống nhất lãnh thổ, thống nhất đảng, đoàn thể, mặt trận, nhà nước, quân đội. Nhưng về kinh tế, đề nghị để nó phát triển như nó có, ta xem ưu khuyết, cái gì phát huy, cái gì bỏ. Ít lâu sau, tại một hội nghị bàn về văn hóa diễn ra tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trường Chinh nói, có một số cán bộ đảng viên không muốn thống nhất để hưởng thụ. Sau hội nghị đó, ông Nguyễn Thành Thơ cùng ông Trần Bạch Đằng tới nhà ông Lê Đức Thọ, trưởng ban tổ chức Trung ương Đảng. Theo ông Thơ, ông Đằng và ông Thọ cãi nhau đến mức phải đứng lên, ngồi xuống, cua tay nhiều lần. Ông Lê Đức Thọ nói, kinh tế là nền tảng, không thống nhất kinh tế, tất cả vấn đề khác thống nhất không có ý nghĩa gì cả. Cũng trong thời gian này, tại khu biệt thự của Trung ương ở Hồ Tây, ông Trường Chinh gặp ông Nguyễn Văn Linh và ông Phan Minh Tánh, lúc đó là Phó Bí thư Thành ủy Sài Gòn Gia Định. Theo ông Tánh, ông Trường Chinh nói, Linh ơi, người ta nói cậu không muốn thống nhất đấy. Đề nghị thống nhất chính trị nước, thống nhất kinh tế sau. Không phải là sáng kiến của ông Nguyễn Văn Linh. Ngày 13 tháng 8, 1975, tại Hội nghị Trung ương đầu tiên sau ngày giải phóng miền Nam, trong phát biểu của mình, ông Lê Duẩn cho biết là cả ông và ông Trường Chinh đều cho rằng nếu đưa mô hình kinh tế có một số sai lầm của miền Bắc vào miền Nam thì sai lắm. Phát biểu của Lê Duẩn trước Trung ương vào ngày 13 tháng 8, 1975 không phải là một diễn văn được chuẩn bị sẵn. Những ý kiến rời rạc, trùng lấp và mâu thuẫn liên tục trong bài nói chuyện tay vo này cho thấy Lê Duẩn có băn khoăn giữa ý thức hệ và thực tiễn miền Nam. Trực giác nhận thấy sự năng động của kinh tế tư nhân đã khiến Lê Duẩn có chút băn khoăn. Nhưng theo ông Trần Việt Phương, Lê Duẩn chỉ băn khoăn đúng một tuần, bản thân ông cũng không đủ sức thuyết phục chính mình. Nên khi bị những thế lực bảo thủ cản trở thì ông nhượng bộ. Nhượng bộ không phải họ đúng hơn ông, mà do mô hình của ông chưa hoàn thiện để có thể thay thế cái đang tiến hành ở miền Bắc. Không đợi đến khi Lê Đức Thọ nói, lẽ ra ông Nguyễn Văn Linh phải nhớ. Ngay trong ngày 13 tháng 8, 75, Lê Duẩn đã khẳng định thống nhất phải đi liền với chủ nghĩa xã hội, bao gồm cả nội dung chính trị và nội dung kinh tế. Những cuộc đối thoại trên đây giữa Lê Đức Thọ, Trường Chinh với các thuộc cấp từ miền Nam diễn ra trong khoảng thời gian từ sau Hội nghị Trung ương 24 tháng 8, 1975 cho đến trước Hội nghị Hiệp thương Thống nhất. Hội nghị Hiệp thương Thống nhất họp từ 15 đến 21 tháng 11, 75 tại Dinh Độc Lập. Trưởng đoàn miền Bắc là Ủy viên Bộ Chính trị Trường Chinh. Trưởng đoàn miền Nam cũng là một Ủy viên Bộ Chính trị khác. Bí thư Trung ương Cục Phạm Hùng, để giải quyết sự khác biệt về kinh tế của hai miền, Trường Chinh đã dùng phép biện chứng Marx Lenin phân tích. Ý thức có tính độc lập tương đối với thực tiễn, cho nên không nhất thiết phải chờ thực tiễn phù hợp mới thống nhất, mà có thể dùng ý thức để quyết định rồi thực tiễn bắt đầu điều chỉnh. Đúng 12 giờ 10 phút ngày 21 tháng 11, 75, Hội nghị Hiệp thương Thống nhất giữa hai miền Nam Bắc kết thúc. Trong tiếng quân nhạc oai hùng, Chủ tịch Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Nguyễn Hữu Thọ đã lặp lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nước Việt Nam là một, hiệp thương giữa những người đồng chí với nhau chỉ là hình thức. Kể từ ngày 30 tháng 4, 75, đất đai quyền lực đã ở trong tay Đảng Cộng sản Việt Nam. Thống nhất chỉ đồng nghĩa với việc bắc hóa mô hình kinh tế. Cuộc lánh nạn của những người di cư, vì thế chỉ có chính trị 20 năm. Những gì mà họ lo sợ và bỏ chạy hồi năm 1954, sau ngày 30 tháng 4, 1975, lại ở ngay trước mặt. Chủ nghĩa xã hội. Nhiều người vẫn trích dẫn nghị quyết Hội nghị Trung ương 24,
trong một thời gian nhất định ở miền Nam còn nhiều thành phần kinh tế, để phê phán các chiến dịch cải tạo tư sản. Trên thực tế, ngay sau khi các ủy viên trung ương từ Hội nghị Trung ương 24 trở về, chiến dịch X2 được triển khai gần như ngay lập tức khi đưa cả hai miền tiến lên chủ nghĩa xã hội. Thay vì phải phân tích thực tiễn, các nhà hoạch định chính sách đã tuân theo những nguyên lý của Marx Lenin đã thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, thì việc xóa bỏ giai cấp tư sản là không tránh khỏi. Ngày 1 tháng 9 75, tại Dinh Độc Lập, khi Thường vụ Trung ương Cục làm việc với Thành ủy Sài Gòn ra định để thông qua kế hoạch chiến dịch X2, các thành viên chủ chốt như là Nguyễn Văn Trân, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh đều thống nhất coi giai cấp tư sản là đối tượng của cách mạng. Chủ trì buổi làm việc, Phó Bí thư Trung ương Cục Nguyễn Văn Linh thậm chí còn đòi thanh toán hết giai cấp tư sản và tỏ ra chưa thỏa mãn với con số 60 tên tư sản bị đánh đợt đầu trong chiến dịch X2. Ông Linh yêu cầu nghiên cứu thêm để nói đánh 60 tên nhưng thực tế sẽ lan ra cả ngàn tên. Sau khi phân tích hoàn cảnh lịch sử của Hội nghị Trung ương 24, người thư ký gắn bó nhiều năm nhất với Tổng Bí thư Lê Duẩn, ông Đống Ngạc nói: "Mình ngồi ở đây, bây giờ sau khi Liên Xô sụp đổ mà bàn chuyện cũ khó lắm." Một trợ lý lâu năm khác của Lê Duẩn, ông Đậu Ngọc Xuân cho rằng lúc đó lợi ích giai cấp là mục tiêu quan trọng nhất. Trước khi về làm trợ lý cho Lê Duẩn, ông Đậu Ngọc Xuân là trưởng khoa kinh tế học Marx Lenin của trường Nguyễn Ái Quốc. Ông Xuân nhớ lại, cho dù anh ba rất trăn trở trước thực tế phát triển của miền Nam, nhưng khi ấy phải sáng tạo ghê gớm lắm mới có thể thoát ra khỏi sự giáo điều của cả phe Cộng sản. Sáng tạo thì phải trên cơ sở có sự trưởng thành về mặt lý luận, mà điều này thì ta chưa đủ. Những nhà lý luận của ta đều học ở Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa khác. Trường đảng của chúng ta cũng bắt đầu từ các thầy Trung Quốc. Một trợ lý khác của ông Lê Duẩn là giáo sư Trần Phương, người mà ông Đống Ngạc gọi là một nhà kinh tế tự do, cũng phải thừa nhận. Cho đến trước khi Liên Xô sụp đổ, đầu óc của chúng ta vẫn bị cầm tù trong sự giáo điều của chủ nghĩa Marx. Rất nhiều nhà lãnh đạo Việt Nam vẫn cho rằng bộ tư bản của Marx là giáo khoa kinh tế học. Những người thực sự có được học về Marx một cách bài bản ở Đại học Phương Đông như là Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong thì đều đã bị người Pháp tử hình trước ngày cướp chính quyền. Tác giả chính của các chính sách kinh tế áp dụng ở Việt Nam hơn 2 thập niên, ông Lê Duẩn chỉ học hết lớp 4 rồi đi làm nhân viên hỏa xa. Nhiều nhà lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ học các Marx qua các bạn tù. Nhiều người phải sau khi nắm quyền mới học với sự giúp đỡ của chính những người giúp việc. Nhưng cho dù có học thì, theo ông Đậu Ngọc Xuân, bộ tư bản mênh mông gần như không lãnh đạo nào đọc hết. Nên nếu lấy tư bản ra mà dọa, thì một anh giúp việc có thể điều khiển được một ủy viên Bộ Chính trị. Ông Đậu Ngọc Xuân kể, mấy anh giúp việc ông Trường Chinh trong thập niên 1960 là rất hay trích dẫn Marx Lenin, cái câu sản xuất nhỏ hàng ngày hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản, làm cụ Trường Chinh rất sợ, không chỉ bởi niềm tin giáo điều tuân thủ Marx còn là vấn đề kỷ luật. Theo ông Đống Ngạc, những lần đi Liên Xô, anh ba thấy cách quản lý kinh tế của Liên Xô rất dễ làm, mất đi sự sáng tạo của quần chúng. Nhưng lúc đó Liên Xô thường nghe ngóng xem Việt Nam có đi chạch đường không. Tháng 11, 1957, Hội nghị các đảng Cộng sản và Công nhân Thế giới họp lần thứ nhất và tiếp theo đó. Tháng 11, 1960, đã họp lần thứ hai. Tại đây, các đảng và các nước chủ nghĩa xã hội anh em đã ký tuyên bố chung kinh nghiệm của Đảng Cộng sản Liên Xô trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa Cộng sản có ý nghĩa nguyên tắc đối với toàn bộ phong trào Cộng sản quốc tế. Tại Hội nghị tháng 11, 1960, các đảng Cộng sản đã nhất trí lên án hình thức Nam Tư, gọi mô hình Nam Tư là chủ nghĩa cơ hội quốc tế, là lý luận của bọn theo chủ nghĩa xét lại hiện đại. Ngày 29 tháng 5 năm 58, tức là chỉ sau hơn nửa năm ra Hà Nội, trong một cuộc nói chuyện trước 1.000 cán bộ cao cấp, ông Lê Duẩn đã cực lực đả kích chủ nghĩa xét lại Nam Tư. Thật khó để đánh giá cuộc nói chuyện được đăng trên báo Nhân dân này của ông Lê Duẩn là xuất phát từ nhận thức cá nhân hay chỉ để gửi một thông điệp chính trị đến Liên Xô.
Lê Duẩn lúc ấy sắp trở thành tổng bí thư của một đảng vệ tinh, và Liên Xô thì rất cứng rắn với những anh em không chịu tuân theo kinh nghiệm của họ. Cán bộ tuyên huấn trong các quốc gia cộng sản, đặc biệt là Việt Nam, có thể dựa trên niềm tin khi lập đi lập lại rằng một xã hội tổ chức trên cơ sở của học thuyết Marx Lenin mở ra những khả năng vô tận để phát triển kinh tế và văn hóa, để đảm bảo cho mọi người một mức sống cao, một đời sống hòa bình và hạnh phúc. Nhưng những người nắm quyền thì biết rõ sự kiện Liên Xô đưa xe tăng vào nghiến nát cuộc biểu tình ở thủ đô Budapest vào tháng 11 1956 sau khi có những cải cách ở Hungary. Biết rõ sự kiện Liên Xô bắt nhà cải cách bí thư thứ nhất Tiệp Khắc Alexander Dubček vào tháng 8 1968. Đêm 20 tháng 8 1968, khi cho xe tăng tiến vào thủ đô Prague, Liên Xô đã giam hãm những mầm mống cải cách trong khối xã hội chủ nghĩa suốt hai thập niên sau đó. Cũng phải thừa nhận, cuối thập niên 1950, đầu 1960, Liên Xô đã tạo ra nhiều thành tựu. Tháng 6 1954, khánh thành nhà máy điện nguyên tử đầu tiên trên thế giới. Tháng 10 năm 57, phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên vào vũ trụ. Cũng trong năm 1957, thử nghiệm thành công tên lửa vượt Đại Châu, dùng tên lửa phóng vệ tinh chụp được ảnh phía sau mặt trăng. Những thành tựu này được mô tả là đã làm cho các nước trong phe xã hội chủ nghĩa nức lòng, các nước phương Tây hốt hoảng. Tháng 11 năm 1960, Liên Xô đưa người bay vào vũ trụ. Sự tuyên truyền về hệ thống xã hội chủ nghĩa mạnh mẽ đến mức có lúc ở Việt Nam, ông Việt Phương, trợ lý Thủ tướng Phạm Văn Đồng, đã phải làm thơ than: trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ, đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sĩ. Con đường của Bác. Ông Đống Ngạc cho rằng sẽ không công bằng nếu nghĩ tác giả các chính sách cải tạo nóng vội đi lên chủ nghĩa xã hội là của Lê Duẩn. Theo ông Đống Ngạc, chính Bác Hồ là người ký luật hợp tác xã và chính sách cải tạo tư sản mà sau năm 1975 ta áp dụng. Khi cướp được chính quyền, trong bản tuyên ngôn độc lập đọc tại Ba Đình vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, thay vì trích dẫn Marx hay là Lenin, Hồ Chí Minh đã mở đầu bằng những lời bất hủ mà ông nói rõ là lấy trong bản tuyên ngôn độc lập 1776 của nước Mỹ. Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, tạo hóa cho họ những quyền không ai có thể xâm phạm được. Trong những quyền ấy có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc. Phần trích dẫn thứ hai của Hồ Chí Minh trong bản tuyên ngôn cũng từ cuộc cách mạng của giai cấp tư sản, cách mạng Pháp năm 1791. Cho dù từng sống ở Liên Xô trong thập niên 1930, thời kỳ huy hoàng nhất của chế độ Cộng sản, Hiến pháp năm 1946, bản hiến pháp được coi là của Hồ Chí Minh, đã không hề có bóng dáng của nhà nước Xô Viết. Thật khó để biết đâu là sách lược, đâu là quan điểm chính trị của ông. Sau những nỗ lực tìm kiếm sự công nhận của phương Tây bất thành, năm 1948, cho dù vẫn bị Stalin khước từ, Hồ Chí Minh chính thức xác nhận mình là một người Cộng sản, nhưng chiến thắng của Mao Trạch Đông ở Trung Quốc vào tháng 10, 1949 mới là sự kiện ảnh hưởng mang tính bước ngoặt đối với những lựa chọn sau đó của Hồ Chí Minh. Cho dù bị các đảng viên của mình gọi là một người quốc tế giả danh, chính Mao Trạch Đông đã đích thân bào chữa cho Hồ Chí Minh. Trong một bức điện gửi Lưu Thiếu Kỳ ngày 27 tháng Giêng 1950, Mao Trạch Đông cho rằng còn quá sớm để coi việc Hồ Chí Minh ngụy trang đảng của ông ấy và tuyên bố trung lập đối với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là sai phạm mang tính nguyên tắc, bởi cuộc đấu tranh của người Việt Nam không hề chịu hậu quả trước hai quyết định đó. Năm 1949, cũng chính Mao Trạch Đông giải thích với Stalin, Hồ Chí Minh là một người theo chủ nghĩa quốc tế, việc ông ta giải tán đảng là một quyết định tình thế để cứu cuộc đấu tranh chống Pháp. Chính Mao đã thuyết phục Stalin công nhận và thiết lập quan hệ về đảng và nhà nước với Hồ Chí Minh, người trước đó đã bị ông ta ghẻ lạnh. Quan hệ với Mao Trạch Đông và Stalin càng nồng ấm thì chuyên chính vô sản càng nhanh chóng được áp dụng ở Việt Nam. Ông Hoàng Tùng, Chánh Văn phòng Trung ương kể, năm 1950, khi tới Điện Kremlin, Hồ Chí Minh vẫn bị Stalin quy kết. Không cải cách ruộng đất, không dựa vào nông dân, lại đoàn kết với địa chủ,
dân tộc chủ nghĩa thế này thì còn gì là đảng Cộng sản nữa. Stalin đã chỉ hai chiếc ghế như là biểu tượng, một của quốc tế Cộng sản, một là dân tộc chủ nghĩa, rồi hỏi Hồ Chí Minh, đồng chí chọn ghế nào? Theo ông Hoàng Tùng thì khi ấy Hồ Chí Minh đã đứng. Cho dù Stalin và Mao tiếp tục thúc ép, tại Đại hội 2 năm 1951, thay vì chủ trương cải cách ruộng đất, Tổng Bí thư Trường Chinh đã đưa ra thuyết ba giai đoạn, theo đó trước hết phải giảm tô, giảm tức, rồi mới đi đến cải cách ruộng đất. Theo ông Hoàng Tùng, thuyết ba giai đoạn của Trường Chinh đưa ra ở Đại hội 2 là có ý kiến của bác, nhưng Trường Chinh phân tích rất hay. Năm 1946 họp xứ ủy, tôi đã được nghe ông nói rằng những cải cách nhỏ đều có ý nghĩa cách mạng, nhiều cải cách nhỏ cộng lại thành cuộc cách mạng lớn. Nhưng sau đại hội, theo ông Hoàng Tùng, Mao và Stalin đã gọi bác sang, nhất định bắt phải làm. Mao Trạch Đông nói thẳng, nếu các đồng chí không cải cách ruộng đất, chúng tôi không viện trợ nữa. Để có viện trợ từ Liên Xô và Trung Quốc, Hồ Chí Minh đã chấp nhận cuộc đấu tranh giai cấp ở một nước phương Đông, điều mà ông đã từng cho là không thích hợp. Thực ra, thuyết ba giai đoạn của Trường Chinh cũng đã thể hiện bước đi của một nhà nước công nông. Sau khi chính phủ đoàn kết dân tộc tan vỡ, nhất là thời kỳ chính phủ, phải rời Hà Nội lên chiến khu Việt Bắc, các chính sách mang màu sắc giai cấp đã bắt đầu được hình thành. Từ sau 1951, một số cán bộ, trong đó có Ủy viên Trung ương Hồ Viết Thắng, được Đảng Lao động Việt Nam đưa sang Trung Quốc học tập cách cải cách ruộng đất, rồi về nước phát động giảm tô, giảm tức. Năm 1952, việc đấu tố địa chủ được bắt đầu với 6 xã thí điểm ở huyện Đại Từ, Thái Nguyên, rồi sau đó chính thức thực hiện vào giữa năm 1953. Tại Hội nghị Trung ương 5, họp từ ngày 14 đến ngày 23 tháng 11 năm 1953, Hồ Chí Minh quán triệt, vấn đề mấu chốt là cải cách ruộng đất. Mở đầu bài phát biểu trước hội nghị này, Hồ Chí Minh cho rằng phe ta càng ngày càng mạnh, phe địch càng ngày càng yếu. Liên Xô, thành trì cách mạng thế giới, đang tiến mạnh từ chủ nghĩa xã hội sang chủ nghĩa cộng sản. Với sự giúp đỡ tận tâm của Liên Xô, các nước dân chủ nhân dân ở Đông Âu đang ra sức xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trung Quốc đã thắng lợi to trong cuộc chống Mỹ giúp Triều, trong việc xây dựng năm đầu của kế hoạch 5 năm và đang thắng lợi trong công cuộc củng cố và phát triển dân chủ mới. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tiếp, đó là tóm tắt tình hình của phe ta. Tình hình phe đế quốc do Mỹ cầm đầu thì thế nào? Mỹ và 16 nước phe Mỹ mở ngoặc đơn, trong đó gồm có Anh và Pháp đóng ngoặc đơn, đã thất bại nhục nhã ở Triều Tiên. Từ cuối thế kỷ 19 đến ngày nay, Mỹ đã nhiều lần nhờ chiến tranh mà làm giàu và chiếm được địa vị anh chị. Lần này là lần đầu tiên mở ngoặc đơn, nhưng chưa phải là lần cuối cùng đóng ngoặc đơn mà Mỹ thất bại to, đã hao người. Mở ngoặc đơn hơn 397.500 binh sĩ Mỹ chết và bị thương, tốn của hơn 20.000 triệu đô la, lại mất mặt với các nước. Thế của Mỹ ngày càng yếu ở Hội Liên Hiệp Quốc, phe Mỹ càng thêm lũng củng chia rẽ, kinh tế Mỹ ngày càng khủng hoảng thêm. Nói tóm lại, phe Mỹ là ba phe bảy mảng, thế ngày càng suy. Tuy nhắc nhở các ủy viên trung ương, chúng ta không được chủ quan khinh địch, nhưng sau đó Hồ Chí Minh đã nói, những hoạt động của địch không phải vì chúng mạnh mà vì chúng yếu thế. Để phá tan âm mưu của địch, chúng ta phải ra sức đẩy mạnh kháng chiến. Để đẩy mạnh kháng chiến, chúng ta phải thực hiện cải cách ruộng đất. Chính Hồ Chí Minh đã tự phê phán, chúng ta đã nặng về đoàn kết địa chủ để kháng chiến mà không xem trọng đầy đủ vấn đề nông dân và vấn đề ruộng đất. Theo Hồ Chí Minh, nông dân ta chiếm 95% dân số mà chỉ được có 3/10 ruộng đất, quanh năm khó nhọc mà suốt đời nghèo nàn. Giai cấp địa chủ không đầy 5% dân số mà chiếm đến 7/10 ruộng đất, ngồi mát ăn bát vàng. Tình trạng ấy thật là không công bằng. Nước ta bị xâm lược, dân ta lạc hậu và bần cùng cũng vì đó. Cũng trong trung tuần tháng 11 năm 53, một hội nghị đại biểu toàn quốc của đảng được nhóm họp để tán thành chính sách cải cách ruộng đất do Trung ương đề ra. Từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 12 năm 1953, Quốc hội họp kỳ thứ 3 thông qua luật cải cách ruộng đất. Theo ông Hoàng Tùng, ngay sau khi bác quyết định cải cách ruộng đất,
Trung Quốc đã cử các đoàn cố vấn sang. Đoàn cố vấn cải cách ruộng đất do Kiều Hiểu Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Tây phụ trách. Về phía Việt Nam, Ủy ban cải cách ruộng đất cũng được thành lập ở hai cấp trung ương và địa phương. Ở cấp trung ương có Chủ tịch Ủy ban, Tổng Bí thư Trường Chinh, phụ tá hai ủy viên Bộ Chính trị Hoàng Quốc Việt, Lê Văn Lương và một ủy viên trung ương, Hồ Viết Thắng, người vừa đi Trung Quốc học về cải cách ruộng đất. Tại địa phương, mỗi tỉnh lập ra 10 đoàn, mỗi đoàn có khoảng 100 cán bộ. Đoàn trưởng nhận lệnh trực tiếp từ Ủy ban cải cách, không qua hệ thống đảng và chính quyền địa phương. Mỗi đoàn lại chia ra thành nhiều đội, đội trưởng được chọn trong số bần nông hay là bần cố nông. Đội có quyền hành tuyệt đối, chỉ nhận lệnh từ ban cải cách. Trước khi những cuộc đấu tố địa chủ diễn ra, các cán bộ cải cách được đưa về làng, thực hiện chính sách tam cùng, cùng làm việc, cùng ăn, cùng ngủ. Vào làng, cán bộ thấy ai là thành phần nghèo khổ thì tam cùng để làm thân, rồi tiếp đó thăm nghèo hỏi khổ. Ngoài việc thu thập thông tin để xếp loại kẻ thù, đội còn khơi gợi người nông dân thổ lộ nỗi khổ, khơi gợi lòng căm thù và tìm kiếm những người có thể bồi dưỡng để tham gia đấu tố. Những phụ nữ đã từng có quan hệ với những người giàu trong làng sẽ được đội động viên thúc ép hoặc là đe dọa để họ đứng ra tố là đã từng bị cường hào cưỡng hiếp. Vợ, con cái địa chủ cũng bị lôi kéo để đấu tố cha, chồng. Cải cách ruộng đất không chỉ mang lại những tổn thất về mặt con người mà còn phá vỡ những nền tảng đạo đức làng xã, gia đình, những tôn ti, trật tự giữa cha mẹ, vợ chồng, những giá trị mà người Việt phải mất hàng nghìn năm để kiến tạo. Kể từ cuối năm 1952 đến năm 1956, trên địa bàn của 3.314 xã miền Bắc Việt Nam diễn ra 8 đợt phát động quần chúng, giảm tô và 5 đợt cải cách ruộng đất, tịch thu hơn 70 vạn hecta bằng 44,6% ruộng đất trong vùng. Số người bị quy oan lên đến 123.266 người, chủ yếu vì các biện pháp truy bức để đôn tỷ lệ địa chủ lên trên 5% dân số như một định mức bắt buộc. Dùng nhục hình như là đánh, trói, giam cầm khi chưa có tòa án xét xử, kích động và hù dọa quần chúng để họ tố oan cho nạn nhân. Ở trên thì phóng tay phát động, ở dưới những đoàn, những đội cải cách thì tha hồ lộng quyền, nhất đội nhì dời. Một quốc gia nghèo đói như Việt Nam, lúc ấy mà các đội đã đưa được định mức địa chủ lên tới 5,68% dân số các địa phương tham gia. Theo ông Hoàng Tùng, về sau chính Hồ Chí Minh đã phải than: mình đã nói để cho mình đánh Pháp xong đã, rồi sẽ cải cách theo cách của Việt Nam, nhưng mà cứ ép cho bằng được. Biết bao trí thức địa chủ đã theo Việt Minh, đã đóng góp tiền bạc từ những ngày khó khăn, giờ đây bị hai ông anh lớn ép phải chấn chỉnh lại, không để địa chủ người có gốc Tây đứng ở trong tổ chức. Giữa thập niên 1950, những địa chủ không kháng chiến thì đã dinh tê, cải cách đấu tố theo ông Hoàng Tùng, coi như là đánh vào lực lượng của mình. Ông Hoàng Tùng kể: khi ấy tôi thường dự họp Bộ Chính trị nên cũng biết một số việc, trong đó có việc thí điểm cải cách chọn bắn bà Nguyễn Thị Năm. Bà Năm nổi tiếng ở Hà Nội với tên gọi là Cát Hanh Long. Bà có hai con là cán bộ Việt Minh, một người là cán bộ bậc trung đoàn trưởng làm việc ở Cục Chính trị của Văn Tiến Dũng từ năm 1945 đến 1953. Bà Năm tham gia công tác ở Hội Phụ Nữ. Trong tuần lễ vàng, gia đình bà hiến 100 lượng vàng. Theo ông Hoàng Tùng, các anh Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Hoàng Quốc Việt, Lê Đức Thọ thường ăn cơm ở nhà bà và được bà Năm coi như con. Họp Bộ Chính trị, bác nói: tôi đồng ý người có tội thì phải xử, nhưng tôi cho là không phải đạo khi mà phát súng đầu tiên lại nổ vào người đàn bà mà người ấy lại giúp đỡ cho cách mạng. Sau, cố vấn Trung Quốc La Quý Ba đề nghị mãi, bác nói: thôi, tôi theo đa số chứ tôi vẫn cho là không phải. Ông Hoàng Tùng nói: Hồ Chí Minh bị nó coi là hữu khuynh, khi ấy mà kháng cự thì nó cắt viện trợ. Để có viện trợ, theo ông Hoàng Tùng, mỗi ngày đội cải cách thường phải tìm cho ra một người để bắn thị uy. Nói là để cho nông dân phấn khởi. Tôi đi xem bắn một vụ, tôi thương quá, anh ấy chỉ có 7 mẫu rưỡi ruộng.
Chính Hồ Chí Minh và các ủy viên Bộ Chính trị đều biết các đội đã dùng nhục hình để quy sai địa chủ, nhưng việc chấn chỉnh chỉ dừng lại ở những lời răn dạy mà thôi. Ông Hoàng Tùng ngay từ đầu cuộc nói chuyện đã gọi các đồng chí Trung Quốc là nó. Tiếp, không chỉ có địa chủ bị bắn, nhà thờ, nhà chùa, đền đài đều bị nó phá sạch. Đền thờ An Dương Vương thì nó dùng làm nơi để phân bón. Ông Trường Chinh thì có mặc cảm vì nhà cũng có 7 mẫu ruộng, do ông chủ yếu làm nghề viết báo nên cho người ta cày rẽ lấy tô, rất dễ bị quy. Ông Hoàng Quốc Việt thì không sâu sắc. Ông Hồ Viết Thắng thì hăng hái quá. Bố ông Trần Quốc Hương, một ông thầu khoán dành dụm mua được 20 mẫu ruộng, cũng bị đội đem ra đấu. Khi ông Hương nghe, chạy về tới nơi thì bố ông đã chết rồi. Ông Hương than, thôi, ruộng đất thì không tiếc gì, nhưng không thể chịu được cảnh con đấu cha, vợ đấu chồng. Cách mạng cũng phải có đạo đức chứ. Bố ông Nguyễn Khắc Viện là Nguyễn Khắc Niêm, từng đỗ đầu tiến sĩ làng Giáp, Tây đưa lên hàng thượng thư. Kháng chiến, Hồ Chí Minh cũng có thư vận động ông Niêm. Khi cải cách bị đội bắt, ông Nguyễn Khắc Niêm đã tự tử chết. Cùng với cải cách ruộng đất, chiến dịch chỉnh đốn tổ chức đảng và chính quyền mà Hồ Chủ tịch ca ngợi trong báo cáo trước Hội nghị Trung ương năm cũng đã gây tổn thương nặng nề cho đảng. Ông Hoàng Tùng nuối tiếc, mình không hiểu thâm ý Trung Quốc là muốn sửa ta. Việc đầu tiên là họ sửa quân đội, lập ra chức chính ủy là người bao trùm lên tư lệnh. Ý họ muốn nhắm vào ông Giáp, một vị tướng xuất thân từ trí thức và mới chỉ tham gia đảng Cộng sản từ năm 1940. Trung Quốc cho rằng ông Giáp xuất thân không phải là công nông mà nắm quân đội là không ổn. Có người mà tôi ngờ là Lý Ban, phó của Văn Tiến Dũng, đưa cho cố vấn Trung Quốc một danh sách những cán bộ xuất thân không phải công nông, định để gạt ra khỏi quân đội. Ông Giáp đưa danh sách đó cho bác bảo đốt ngay. Thay bằng ấy người thì quân đội không còn cán bộ. Có tới 71,66% phú nông bị quy sai là địa chủ. Theo ông Hoàng Tùng, Pháp và Mỹ chỉ phải chịu trách nhiệm một phần. Chính cải cách ruộng đất, đánh thuế công thương nghiệp và cải tạo tư sản là nguyên nhân chính khiến cho hơn 1 triệu người miền Bắc đã phải di cư vào Nam. Mỗi người làm việc bằng hai. Nếu mô hình Stalin và Mao Trạch Đông được giới hạn ở những gì áp dụng trước năm 1956, thì miền Bắc vẫn còn cơ hội khôi phục. Chính sách cải cách ruộng đất của Hồ Chí Minh cũng đã đưa số ruộng đất tước đoạt của giai cấp địa chủ chia cho 72,8% số hộ nông dân miền Bắc, chủ yếu là dân nghèo. Trước năm 1960, những người nông dân nhận đất này chưa phải vào hợp tác xã. Nhờ được tự do canh tác trên mảnh ruộng của mình, họ đã khiến cho nền nông nghiệp miền Bắc có một giai đoạn phát triển khá tốt đẹp. Tầng lớp tiểu thương, tiểu chủ cũng đạt mức tăng trưởng nhanh cả ở nông thôn và thành thị. Có lúc, lực lượng thợ thủ công miền Bắc đã lên tới hơn nửa triệu người. Đến cuối năm 1957, miền Bắc vẫn còn 78.456 cơ sở buôn bán. Cải cách ruộng đất đã không chỉ được nhớ đến như một sai lầm nếu những người nông dân được chia ruộng tiếp tục được làm chủ đất đai của họ. Hội nghị quốc tế, các đảng anh em lần thứ nhất mà Hồ Chí Minh tham gia họp tại Moscow tháng 11 năm 1957 đã khẳng định nguyên lý xây dựng chủ nghĩa xã hội, thiết lập nền chuyên chính vô sản dưới hình thức này hay hình thức khác, thủ tiêu chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa và xây dựng chế độ sở hữu công cộng, cải tạo nông nghiệp theo chủ nghĩa xã hội, phát triển kinh tế có kế hoạch, thực hiện cách mạng tư tưởng văn hóa. Ngay sau khi từ Moscow trở về ngày 1 tháng Giêng 1958, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố trước quốc dân, thời kỳ khôi phục kinh tế đã kết thúc và mở đầu thời kỳ phát triển kinh tế một cách có kế hoạch. Trung tuần tháng 11, 1958, Trung ương họp hội nghị lần thứ 14 quyết định cải tạo xã hội chủ nghĩa đối với kinh tế cá thể của nông dân, thợ thủ công, người buôn bán nhỏ và kinh tế tư bản tư doanh. Ngay trong mùa thu năm 1958, đợt thí điểm đầu tiên về hợp tác hóa nông nghiệp đã được tiến hành. Đến cuối năm 1960, 86% số hộ nông dân miền Bắc bị đưa vào 41.401 hợp tác xã. Cuối năm 1960, 97% hộ tư sản bị buộc phải công tư hợp doanh.
Cho dù giai cấp tư sản miền Bắc đã phản ứng, đôi khi khá gay gắt, tháng 4 1959, nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 16 tuyên bố, nếu trong hàng ngũ tư sản có người quyết chống lại sự cải tạo, trong trường hợp ấy đó là mâu thuẫn giữa ta và địch. Những phần tử tư sản kiên quyết chống lại cải tạo xã hội chủ nghĩa là những phần tử tư sản phản động. Càng tuân thủ mô hình Liên Xô, tình hình kinh tế miền Bắc càng trở nên bi đát. Ngay từ những năm đầu 1960, từ công nghiệp, thương nghiệp cho đến tài chính đều bị đình đốn, đời sống cả nhân dân và cán bộ đều thiếu thốn khó khăn. Ở nông thôn, 80% thu nhập của các xã viên hợp tác xã có được nhờ vào đất, 5%, còn 95% diện tích ruộng đất đưa vào hợp tác xã chỉ để làm qua loa tính công chia điểm. Cuộc sống ở nông thôn trở nên u ám. Ông Vũ Quốc Tuấn kể, năm 1965 tôi đạp xe về làng, thấy 8 giờ sáng nông dân mới ra đồng. Tôi nói, làm thế này thì đói. Bà con bảo, thì có cái gì ăn đâu mà không đói hả bác? Điều đáng nói theo ông Tuấn, những người nông dân này đều vốn rất chí cốt với nghề nông. Khi còn ruộng cá thể, họ thức dậy từ 3-4 giờ sáng ra đồng. Vào hợp tác xã thì mãi tới khi mặt trời treo ngọn tre, nông dân mới bắt đầu uể oải cầm liềm, vác cuốc. Ngay từ khi đó, nông dân miền Bắc đã nói, mỗi người làm việc bằng hai để cho chủ nhiệm mua đài, mua xe. Khi còn là bí thư xứ ủy Nam Bộ, chính sách ruộng đất mà Lê Duẩn áp dụng ở miền Nam khá mềm dẻo. Nhưng khi trở thành bí thư thứ nhất, nhất là sau khi đi dự hội nghị quốc tế lần thứ hai, Lê Duẩn bắt đầu coi việc tuân thủ như kinh nghiệm của Liên Xô là vũ khí sắc bén. Sau Hồ Chí Minh, Lê Duẩn là nhà thiết kế chính, nếu không nói là duy nhất, của mô hình kinh tế miền Bắc suốt từ năm 1960 đến 1975, và sau đó ông cũng là nhà thiết kế chính của mô hình kinh tế cả nước từ 1975 cho tới giữa năm 1986. Các bạn vừa nghe xong phần 14, Thiên Hoàng xin hẹn gặp lại các bạn trong phần 15.